Nguồn tin của phóng viên báo giao thông tại CHK Tân Sơn Nhất cho hay, sau gần 2 tháng sống vạ vật tại phòng từ chối nhập cảnh, sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách Mã Xế Nà Bộ Cảng Giòn đã được xuất cảnh rời khỏi Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines K168, SGNST, thành phố Hồ Chí Minh đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến bay này cất cánh lúc 18 giờ 20 phút ngày 20 tháng 11 năm 2018, sau đó bay tiếp về châu Phi, nơi hành khách được xác định quốc tịch. Hành khách Mã Xế Nà Bộ Cảng Giòn, SN1986, quốc tịch Zimbabwe, lưu trú tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ hôm 27/9. Cụ thể, ngày 27 tháng 9, khi làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách đi trên chuyến bay FJ650 từ Don Mueang, Anh, Thái Lan, công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện hãng hàng không AirAsia chuyên chở một hành khách bị phía Nhật Bản trả về theo hành trình và không có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu. Trước đó, ngày 18 tháng 8, hành khách này từ Jakarta, Indonesia, về Việt Nam trên chuyến bay Việt Nam 630 và tiếp tục hành trình đến Don Mueang, Anh, Thái Lan, trên chuyến bay FJ651 của hãng hàng không AirAsia. Sau khi đến sân bay Kansai, Nhật Bản, thì bị phát hiện sử dụng hộ chiếu đã thay đổi nhân thân. Tìm hiểu của phóng viên báo giao thông, việc xác định rõ nhân thân, quốc tịch của hành khách này gặp khó khăn do Zimbabwe không công nhận ông này là công dân của họ nên việc hỗ trợ để cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế để quay về nước gốc là không thực hiện được. Được biết, hành khách Mã Xế Nà Bộ Cảng Giòn đã lưu trú tại phòng từ chối nhập cảnh, không tắm giặt, vệ sinh gây mùi khó chịu cho những hành khách khác. Vị khách này thường xuyên nhịn đói do hãng hàng không chỉ phục vụ bánh mì nhưng hành khách không chịu ăn và không có tiền để mua đồ ăn khác. Bộ phận y tế của CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhiều lần phải hỗ trợ hành khách này do sức khỏe của vị khách không tốt.